Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Không biết là bây giờ thì chúng mình đã có thể có mặt ở trong buổi phát trực tiếp này chưa? Nhưng mà hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi. Nếu mà các em đã đang tham gia được vào phần phát trực tiếp ngày hôm nay thì hãy cùng gửi lời chào tới chị nhé, được không ạ? Và các bạn thân mến, nội dung kiến thức ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau chia sẻ đó chính là trích đoạn Đất nước, trích trong Trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Không biết là ở trên lớp thì các bạn lớp 12, các em đã học tới trích đoạn Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm hay là chưa? Nhưng mà chúng mình sẽ cùng với nhau chia sẻ về cái trích đoạn này nha. Ok không ạ? Chúng mình sẽ cùng với nhau chia sẻ về cái trích đoạn này nhá. Được không nào? Các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị chưa ạ? Đây sẽ là cái nội dung kiến thức mà ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng chia sẻ. Đó chính là trích đoạn Đất nước, trích trong Trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Được không ạ? Đừng quên tag thêm những người bạn của mình vào phần phát trực tiếp này để có thể tham gia học tập cùng với chị Hiên nha. Và chị tin rằng là đối với những cái phần phát trực tiếp như thế này thì các bạn sẽ có được một cái sự chuẩn bị rất là tốt cho cái bài học của các bạn ở trên lớp. Thêm vào đó thì các bạn cũng sẽ được cung cấp những cái tri thức để các bạn có thể gọi là chuẩn bị cho những cái bài kiểm tra, những cái bài khảo sát sắp tới của các bạn. Ok không ạ? Nhưng mà trước tiên thì chúng mình sẽ cùng đợi nhau một chút xíu nhá, để các bạn có thể tham gia trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị nhá. Chúng mình có ở đây ạ. Được không nào? Chúng mình có ở đây. Đó là trích đoạn Đất nước, trích trong Trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Và cụ thể ở đây chúng mình nhìn thấy đó chính là hình ảnh của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm các bạn ạ. Đây chính là nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm nhá. Một cái nụ cười rất là tươi, một cái gương mặt vuông vức rất là phúc hậu, đúng không ạ? Và một cái chúng ta có thể nhìn thấy đó ạ. Đây chính là hình ảnh của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Không biết là ở trên lớp thì các bạn đã học đến trích đoạn Đất nước, trích trong Trường ca mặt đường khát vọng hay chưa? Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về cái trích đoạn này thông qua phần phát trực tiếp cùng với chị Hiên. Và các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu những cái thông tin đầu tiên về tác giả Nguyễn Khoa Điềm nhá. Được không ạ? Có một cái nhận định khá là ấn tượng về tác giả Nguyễn Khoa Điềm như thế này. Anh không bắt đầu thơ mình từ sách vở, từ phòng văn, mà từ hiện thực cuộc sống chiến đấu của nhân dân đất nước. Thơ anh vừa có cái tươi tắn của một tâm hồn trẻ, vừa có cái hào hùng vang dội, cái dịu ngọt của đất Huế, người Huế. Đó là nhận định của Mai Quốc Liên về tác giả nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Và chúng mình ơi, quả thực khi mà tìm hiểu những cái tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, ví dụ như là bản Trường ca mặt đường khát vọng, và cụ thể là ở đây chúng mình được tìm hiểu về gì ạ? Trích đoạn Đất nước, trích trong Trường ca mặt đường khát vọng, thì chúng ta thấy được quả thực trong tiếng thơ của Nguyễn Khoa Điềm, đó là cái tươi tắn của một tâm hồn trẻ, đó là cái hào hùng vang dội, đó là cái dịu ngọt của đất Huế, người Huế, đúng không ạ? Và nếu như nói về tác giả Nguyễn Khoa Điềm thì chúng mình sẽ có một hệ thống các từ khóa như sau. Cách mà chị định hướng các bạn ý, để các bạn có thể học về tác giả này, vẫn là việc chúng ta đi từ những cái từ khóa và chúng ta sẽ triển khai thành một cái đoạn viết về tác giả đó với cái hệ thống từ khóa được đề cập đến ở đây. Được không ạ? Thì ở đây chúng mình sẽ có nhá. Trước tiên, về tác giả Nguyễn Khoa Điềm thì đây là một nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Được không ạ? Đây là một trong số những nhà thơ thuộc lớp thế hệ nhà thơ trưởng thành từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Quê hương của Nguyễn Khoa Điềm là ở xứ Huế mộng mơ. Xuất thân trong một gia đình trí thức có truyền thống yêu nước cách mạng. Đúng không ạ? Và bản thân Nguyễn Khoa Điềm cũng là một người trí thức sớm tham gia cách mạng, đã từng bị địch bắt giam và trở thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Được không ạ? Đề tài mà người nghệ sĩ này thường viết
đó là về đất nước và về con người Việt Nam. Và cụ thể, ở trong cái trích đoạn đất nước trích trong bản trường ca Mặt đường khát vọng này, chúng ta cũng thấy đây là một cái tác phẩm thuộc chùm đề tài đất nước, đúng không ạ? Một trong số những cái tác phẩm thuộc đề tài đất nước. Ok chưa nào? Tiếp tục, chúng ta sẽ có nói về phong cách thơ của người nghệ sĩ này, thì chúng ta sẽ nhận thấy trong tiếng thơ của Nguyễn Khoa Điềm, đó là sự tài hoa uyên bác, đó là sự truyền thống trang trọng, đó là chất trữ tình, chất chính luận, triết luận. Khác với Tố Hữu, nếu như Tố Hữu là nhà thơ làm cách mạng, bởi vì trước khi được đón nhận một cái nguồn vui lớn, trước khi được đón nhận lý tưởng ánh sáng của Đảng, của cách mạng, thì bản thân Tố Hữu, đúng không ạ, đã là một nhà thơ rồi. Và Tố Hữu cũng sống trong những cái năm tháng mà bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi. Và sau đó khi mà được đón nhận cái luồng ánh sáng của Đảng, của cách mạng, thì bản thân Tố Hữu đã đón nhận một cái nguồn vui lớn trong cuộc đời của mình. Để rồi Tố Hữu đã từng gieo vui trong tiếng thơ là gì nhở? Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và trột tiếng chim. Còn Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Khoa Điềm là một nhà chính trị làm thơ. Thế nên cái chất thơ của Nguyễn Khoa Điềm là chất thơ trữ tình, mang cái chất chính luận và triết luận. Được không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý nhá. Chúng ta có thể thấy phong cách thơ của Nguyễn Khoa Điềm vừa đĩnh đạc truyền thống, vừa hiện đại nghiêm cẩn, trang trọng, tinh tế, trữ tình, luôn có cái sự kết hợp hài hòa giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng, giữa gì ạ? Chất chính luận, triết luận và những cái cảm xúc nồng nàn mãnh liệt nơi con tim. Thì đây là cái thông tin tiếp theo các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nha. Ở trên lớp thì các em đã học đến đất nước chưa? Những bạn đang tham gia vào phần phát trực tiếp ngày hôm nay, đừng quên việc là để lại thả tim ở đây để chị Hiên biết được rằng là các bạn cũng đang rất là cần những cái phần phát trực tiếp chị hướng dẫn về các tác phẩm như thế này nhá. Ok không ạ? Hello Đinh Hữu nha, xin chào các em. Và cũng đừng quên cái việc là để gọi là gì ạ, để lại những cái phần comment gửi lời chào tới chị, để chị biết là có những bạn nào đang tham gia vào trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị. Ok không ạ? À, xin chào Trần Lâm, xin chào Hải Dương, xin chào Hiền Lương. Bây giờ mới có một chút xíu thời gian để chào các bạn đây. Bởi vì ngay lập tức khi mà vào phần phát trực tiếp một cái là đã đi vào những cái thông tin kiến thức ngay ở trong trích đoạn đất nước, trích trong trường ca Mặt đường khát vọng cùng với chúng mình rồi. Thế nên là bây giờ nhắc lại nhá, sẽ đã có 3 cái từ khóa mà nhắc đến cùng với các bạn trong ngày hôm nay về nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Thứ nhất, trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thứ hai, đề tài thường viết là về đất nước và con người Việt Nam. Thứ ba, phong cách thơ tài hoa uyên bác, truyền thống trang trọng trữ tình, mang cái tính chính luận và triết luận. Ok chưa ạ? Thì đấy là những cái thông tin đầu tiên mà chúng mình sẽ nhớ về Nguyễn Khoa Điềm. Và các bạn ơi, thêm một cái từ khóa nữa về tác giả Nguyễn Khoa Điềm mà các bạn cũng sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Đó chính là cái thể loại sở trường của Nguyễn Khoa Điềm. Đó chính là gì ạ? Đó chính là thể loại trường ca. Và ngày hôm nay chúng ta cũng rất là may mắn khi mà được tìm hiểu về một cái thể loại, về gì ạ? Về một cái tác phẩm trong cái thể loại sở trường của Nguyễn Khoa Điềm, đó chính là trường ca. Thế thì các em ơi, với 4 cái từ khóa được đề cập đến ở đây, các bạn đã trang bị được cho mình những cái thông tin kiến thức về Nguyễn Khoa Điềm chưa ạ? Hãy nhớ nhá, trưởng thành từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, đề tài thường viết là đất nước và con người Việt Nam, phong cách thơ mang cái sự tài hoa uyên bác, truyền thống trang trọng, đúng không ạ? Đĩnh đạc, nghiêm cẩn, nhưng mà vẫn thể hiện được ở đó cái sự tinh tế, trữ tình, luôn có cái sự kết hợp giữa chất trữ tình và chất chính luận, triết luận. Đây chính là cái giọng nói riêng của Nguyễn Khoa Điềm đấy ạ. Giọng thơ riêng của Nguyễn Khoa Điềm đấy ạ. Được không nào? Và thể loại sở trường chính là trường ca các bạn nhá. Ok chưa nào? Các bạn ơi, đấy là những cái thông tin về tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với nội dung kiến thức trong trích đoạn đất nước,
trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm chúng mình nhé. Chúng ta thấy rằng là bản thân chúng ta cả cuộc đời này sẽ đi tìm kiếm những cái câu trả lời cho các câu hỏi. Và không biết là các bạn đã từng nghe tới cái câu hỏi quen thuộc này chưa? Đó là quê hương là gì hờ mẹ mà cô giáo dạy phải yêu? Quê hương là gì hờ mẹ, ai đi xa cũng nhớ nhiều. Các bạn ơi, các bạn đã từng nghe tới những cái câu hỏi đó chưa ạ? Các bạn ơi, các em đã từng nghe tới những cái câu hỏi đó chưa ạ? Những cái câu hỏi rất quen thuộc đây ạ. Quê hương là gì hờ mẹ mà cô giáo dạy phải yêu? Quê hương là gì hờ mẹ, ai đi xa cũng nhớ nhiều. À, đó là một cái câu hỏi để nhắc nhớ chúng ta về một thứ tình cảm rất thiêng liêng trong cuộc đời này. Đó là thứ tình cảm dành cho quê hương, dành cho đất nước, đúng không ạ? Và các bạn thân mến, có thể thấy rằng tình yêu quê hương đất nước, hay nói cách khác là hình ảnh quê hương, hình ảnh đất nước đã trở thành một trong những cái đề tài được rất nhiều những tác giả lựa chọn và đưa vào trong những cái tác phẩm của mình. Nhà văn người Nga Elila Erembua đã từng viết rằng lòng yêu nước bắt đầu từ lòng yêu những thứ tầm thường nhất. Yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Đúng không ạ? Và tình lòng yêu nước, tình cảm dành cho quê hương đất nước dường như được nhen nhóm lên từ tất cả tình yêu dành cho những thứ bình thường nhất, bình dị nhất. Và các bạn thân mến, cũng đã có một hình ảnh đất nước nghiêng mình trong bản trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, để rồi chúng ta thấy rằng đất nước với những nhà thơ khác là những huyền thoại, những anh hùng, nhưng với tôi là gì ạ? Là của những con người vô danh của bản thân. Đó chính là tâm niệm của Nguyễn Khoa Điềm khi mà ông ấy đặt bút viết trường ca Mặt đường khát vọng, và đặc biệt là chương 5 trong trường ca Mặt đường khát vọng với trích đoạn đất nước. Vậy thì ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu nhá, được không nào? Về tác phẩm này, trước tiên chúng ta sẽ có về hoàn cảnh sáng tác. Bởi vì là khi mà tìm hiểu về bất cứ một tác phẩm nào thì hoàn cảnh sáng tác, bối cảnh lịch sử xã hội lúc bấy giờ cũng sẽ chi phối rất lớn tới việc vì sao tác giả lại lựa chọn đề tài đó, và vì sao cái tác phẩm này lại có một cái hướng triển khai như vậy. Ok chưa ạ? Thì các bạn sẽ chú ý ở đây giúp cho chị về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này nhé. Thứ nhất, bài thơ này được sáng tác vào năm 1971. Đây là thời điểm mà cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn ác liệt. Và cái địa điểm, được không ạ? Cái địa điểm mà gọi là bản thân Nguyễn Khoa Điềm viết cái trường ca Mặt đường khát vọng này, đó chính là tại chiến trường Bình Trị Thiên Khói Lửa. Được không ạ? Tại chiến trường Bình Trị Thiên Khói Lửa. Và đây là trích đoạn đất nước được trích ra từ chương 5 của trường ca Mặt đường khát vọng các bạn nhé. Thì đây sẽ là ba cái từ khóa tiếp theo để các bạn có thể ghi nhớ được về thông tin hoàn cảnh ra đời của trích đoạn đất nước trích trong trường ca Mặt đường khát vọng. Ok chưa ạ? Chúng mình ơi, chúng mình đã nắm được chưa? Chúng mình đã nắm được thông tin này chưa? Có thể thấy rằng cái giai đoạn năm 1971 ấy là cái thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn vô cùng ác liệt. Và lúc bấy giờ thì cái phong trào đấu tranh đang diễn ra sôi nổi, và tiêu biểu là phong trào xuống đường đấu tranh của học sinh sinh viên. Và từ chiến trường Bình Trị Thiên Khói Lửa, Nguyễn Khoa Điềm đã sáng tác trường ca Mặt đường khát vọng, giống như là góp thêm một cái tiếng thơ hay để có thể lay động và thức tỉnh về ý thức trách nhiệm của mỗi con người trong cái giai đoạn mà đất nước đang bước vào một cái gì ạ? Cuộc kháng chiến, đang bước vào cái giai đoạn chiến đấu ác liệt,
được không ạ? Và hãy nhớ nhá, cái trích đoạn đất nước mà chúng mình được học là thuộc về chương 5 của trường ca Mặt đường khát vọng nha. Được không nào? Thì đấy là về tác giả tác phẩm. Chúng mình ơi, chúng mình đã nắm được chưa ạ? Chúng mình đã nắm được chưa? Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ như chồng. Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông. Hay là đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, nào có mong chi đâu ngày trở về. Ra đi bảo tồn sông núi, ra đi thà chết không lùi. Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm, có những ngày trốn hạnh, có những ngày trốn học gì ạ, đuổi bướm cạnh cầu ao. Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất có một phần xương thịt của em tôi. Đã có rất nhiều những cái bài thơ viết về đất nước, viết về quê hương và thể hiện một cái tình cảm chứa chan như thế, để rồi đến với đất nước trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, chúng ta cũng lại được tìm hiểu về gì ạ? À, chúng ta cũng lại được tìm hiểu về một cái gì ạ? Những cái năm tháng đã đi qua, về một cái định nghĩa rất mới mẻ về đất nước. Và để cho các bạn có thể hiểu thêm, xin mời các bạn cùng xem một đoạn video clip dưới đây cùng với chị nhé. Xin mời các em. Và các bạn ơi, chị cũng rất muốn là trước khi chúng mình xem cái phần video clip này thì chị cũng muốn thông tin đến các bạn là chị Hiên đã chính thức tuyển sinh cho khóa học luyện đề chuyên sâu rồi đấy. Nên nếu như những bạn nào mà muốn tham gia cùng với chị trong cái khóa luyện đề chuyên sâu, học về phương pháp, kỹ năng làm bài cũng như là luyện đề sớm, thì các em có thể nhắn tin ngay cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên rồi nhá. Bởi vì chị đã chính thức mở tuyển sinh cho khóa luyện đề chuyên sâu rồi đấy ạ. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem phần video clip này với chị nha. Xin mời các em. Chiến dịch giải phóng Chịu Thiên Huế, tiến công liên tục, thọc sâu, bao vây, đập tan lá chắn phòng ngự kiên cố nhất của địch ở phía Bắc, giáng đòn phủ đầu, đập tan kế hoạch phòng ngự kho phụ chiến lược mới của địch. Trận đánh đầu tiên trong chiến dịch Huế Đà Nẵng, đập tan ý định từ thủ của địch. Huế là một trong hai thành phố lớn nhất ở vùng 1 chiến thuật của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, là lá chắn phòng ngự kiên cố nhất của địch ở phía Bắc. Nơi đây tập trung lực lượng phòng thủ rất mạnh, là nắm đấm tiên phong đối đầu với quân giải phóng. Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, khi ấy là chánh văn phòng ban an ninh khu Chị Thiên Huế, nhận định. Địch ấy, mất cái Chị Thiên Huế cũng là mất cái miền Nam. Mà ta mà không giữ được Chị Thiên Huế thì cái miền Bắc cũng không yên ổn. Cho nên cái chỗ này là nó diễn ra một cái cuộc chiến đấu rất là quyết liệt, rất là khốc liệt giữa ta và địch. Bên nào cũng phải cố giữ, bên nào cũng phải quyết giữ và giành cái quyền làm chủ của mình. Một ngày sau khi chiến dịch Tây Nguyên mở màn, ngày 5 tháng 3 năm 1975, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định mở chiến dịch Trị Thiên Huế. Để tiêu diệt được lá chắn phòng ngự kiên cố của địch, trước hết, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 1975, quân khu Trị Thiên Huế đã tiến hành các trận đánh chia cắt vòng ngoài, giải phóng toàn tỉnh Quảng Trị. Trước những diễn biến nhanh chóng của tình hình, tại Tổng Hành Dinh ở Hà Nội, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã phê chuẩn kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu, nhanh chóng chuyển hướng tấn công chủ yếu từ Tây Bắc xuống Tây Nam Huế, đồng thời cắt đứt đường một, cô lập Huế và Đà Nẵng, đập tan ý định co cụm của địch, tạo thế uy hiếp thành phố Huế. Ngày đó, các bạn có thể năm thấy 1975, từ các hướng Bắc, Tây, Nam, quân ta đồng loạt tiến công, hình thành nhiều mũi bao vây địch. Cái giai đoạn mà viết đất nước đấy ạ, năm 1971 đấy ạ, đến năm 1975 đấy ạ.
và tiêu diệt cái bọn kim kẹp ở dưới cơ sở để phát động quần chúng nổi dậy. Chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa. Dốc toàn bộ lực lượng bằng một cuộc tiến công tổng hợp toàn diện, lấy chia cắt và bao vây chiến dịch kết hợp với các mũi thọc sâu của chủ lực làm biện pháp then chốt. Đồng thời sử dụng lực lượng vũ trang địa phương trực tiếp đánh địch, hỗ trợ và vận động quân chúng nổi dậy. Ngày 20 tháng 3 thì Ngô Quang Trưởng là tư lệnh quân đoàn 1 ở Đà Nẵng bay ra Huế nhá, để trấn an cái tinh thần của ngụy quyền và của binh lính ở Huế. Thế thì như vậy á, Ngô Quang Trưởng rêu rao: tôi sẽ chết ở trên đường phố Huế. Thì sau đó Ngô Quang Trưởng biến mất và chạy thoát được cái ở chỗ Huế nhá, và để lại cái bọn tay chân, bọn binh lính khốn khổ và chết chóc. Quân địch ở Huế như rắn mất đầu, hoảng loạn, không còn ý chí chiến đấu. Đến ngày 26 tháng 3 năm 1975, thành phố Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên được giải phóng hoàn toàn sau 21 ngày đêm chiến đấu. Cái chiến công này đã đóng góp rất là quan trọng để mở toang cánh cửa phía Bắc, để cho quân ta tiếp tục tiến vào phía Nam để tham gia cái chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thực hiện toàn vẹn cái lời dạy của Bác Hồ, phải đánh cho Mỹ quốc, đánh cho người nhà, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để phối hợp với chiến trường Tây Nguyên, khu ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết định mở chiến dịch Nam Ngãi. Làm thế nào để thực hiện nhiệm vụ này? Tất cả sẽ có trong tập ngày mai. Ào ào như thác đổ, giải phóng Nam Ngãi. Các bạn thân mến, ôi đất nước sau 4.000 năm đi đâu ta cũng thấy những cuộc đời đã hóa núi sông ta, đúng không ạ? Và đó là những cái năm tháng diễn ra, những cái năm tháng chiến đấu, những cái năm tháng gì ạ? Cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn vô cùng ác liệt. Chúng ta có thể thấy phong trào đấu tranh diễn ra vô cùng sôi nổi. Và chính trong cái khoảng thời gian đó, trong cái khoảng thời gian lịch sử đó, thì nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã viết Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng để góp thêm một tiếng thơ hay. Đồng thời, đó cũng chính là gì ạ? Là một cái cách để Nguyễn Khoa Điềm có thể tác động vào ý thức, vào trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước. Và các bạn ơi, những cái thước phim lịch sử quý giá như vậy càng cho chúng ta hiểu được và trân trọng hơn nữa về nền hòa bình mà chúng ta đang có bây giờ. Nhưng em biết không, có biết bao nhiêu người con gái con trai giống chúng ta lứa tuổi, họ đã sống và chết giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước, được không ạ? Và các bạn thân mến, bây giờ thì chúng mình sẽ có, à đây ạ, 9 câu thơ đầu tiên trong trích đoạn Đất Nước, trích trong Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng. Ở trên lớp các bạn đã học đến 9 câu thơ này chưa ạ? Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xưa mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết chồng che mà đánh giặc. Tóc mẹ thì bới sau đầu, cha thương mẹ bằng gừng cay muối mặn, cái kèo cái cột thành tên, hạt gạo phải một nắng hai sương say giã dần sàng, đất nước có từ ngày đó. Các bạn ơi, đối với trích đoạn Đất Nước, trích trong Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng, cụ thể là chúng ta có ở đây là 89 câu thơ, thì chúng mình sẽ chia ra nhé, bố cục sẽ chia thành 4 phần. Đây sẽ là 4 cái phần để đi lý giải, trả lời cho từng cái câu hỏi được đặt ra ở đây, được không ạ? Chúng ta sẽ có 9 câu thơ đầu là trả lời cho câu hỏi đất nước có từ bao giờ, hay nói cách khác chính là cội nguồn của đất nước, đúng không ạ? Tiếp theo từ câu 10 cho đến câu 42 là đất nước là gì, hay nói cách khác là định nghĩa về đất nước. Tiếp theo là từ câu 43 cho đến câu 85 là gì ạ? À, ai đã làm ra đất nước, hay nói cách khác là chủ thể làm nên đất nước, được không ạ? Và cuối cùng đoạn còn lại đó là khúc vĩ thanh về bản Trường Ca đất nước. Ok chưa ạ? Thì ở đây chúng mình sẽ có cụ thể đó là 4 phần
và chị đã chia cái bố cục 4 phần cho chúng mình rồi nhá. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với 9 câu thơ đầu tiên. Được không ạ? Chúng mình sẽ cùng với nhau đến với 9 câu thơ đầu tiên. Đó là 9 câu thơ đi trả lời cho câu hỏi đất nước có tự bao giờ, cội nguồn của đất nước. Được không ạ? À, em học gần hết rồi à? Nhất trí nhá. Vậy thì chị hy vọng là Thúy có thể comment tại đây những cái phần kiến thức khi mà chị đặt ra những cái phần kiến thức, những cái phần câu hỏi cho các bạn nhá. Ok chưa nào? Ở đây chúng mình có 9 câu thơ đầu tiên. Đó chính là 9 câu thơ đi trả lời cho câu hỏi đất nước có tự bao giờ, hay nói cách khác chính là cội nguồn của đất nước. Ok chưa ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Chúng ta sẽ có như sau. À, câu thơ đầu tiên: khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Nhưng mà cái điều đầu tiên chị muốn chú ý đối với các bạn là ở trong cái trích đoạn này các bạn sẽ thấy có một điều cực kỳ đặc biệt. Các bạn biết điều đặc biệt đó là gì không ạ? Các em có biết điều đặc biệt đó là gì không? Điều đặc biệt đó chính là đất nước là một cái danh từ chung, vốn dĩ là không phải viết hoa. Vậy mà ở trong trích đoạn đất nước này, chúng ta thấy tất cả những cái từ đất nước đều được viết hoa, giống như là một cái danh từ riêng, đúng không ạ? Thế thì lý do vì sao mà đất nước lại được viết hoa? À, bởi vì bản thân Nguyễn Khoa Điềm ấy đã từng chia sẻ, đối với Nguyễn Khoa Điềm, ông lý giải đất nước không phải chỉ là một vùng đất vô tri, mà đất nước với ông là nhân vật. Đất nước với ông là sinh thể có tâm hồn. Được không ạ? Và chính với cách viết là viết hoa cái danh từ chung đất nước trong suốt cả cái trích đoạn của mình, đã thể hiện được một cái sự trân trọng của tác giả đối với gì ạ? Đối với đất nước. Được không nào? Thì hãy chú ý nhá. Đây là một cái chi tiết khá là đặc biệt và chúng mình phải phát hiện được nó ra ngay từ khi mà chúng mình đọc cái trích đoạn đất nước này rồi. Ok chưa ạ? Chúng mình ơi, những bạn mới vào xem phần phát trực tiếp này, đừng quên là thả tim yêu thích cho chị Hiên và để lại lời chào với chị ở đây nhé. Ok chưa ạ? Thế thì đấy là cái đầu tiên này. Nhớ nhá, khi mà mình bắt đầu phân tích bất cứ một cái đoạn nào ở trong trích đoạn đất nước, trích trong trường ca mặt đường khát vọng, là các bạn đều phải lý giải rằng vì sao đất nước lại được viết hoa. Được không ạ? Thì chị vừa mới giải đáp cho chúng mình ở đây rồi. Và chúng ta cũng đồng thời thấy rằng đất nước giống như là một điệp từ, đúng không ạ? Nó vang vọng suốt cả một cái bản trường ca, giống như một cái khúc nhạc thiết tha gợi cảm xúc, đưa chúng ta về một cái miền không gian nối dài từ quá khứ, hiện tại cho đến tận tương lai. Phải không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý nhá. Đấy là cái trước tiên, đó là cái từ đất nước và lý giải vì sao lại được viết hoa. Ok chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu thơ đầu tiên. Câu thơ mở đầu này được viết ở thể khẳng định. Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Đúng không ạ? Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Sử dụng cái đại từ đó là đại từ ta. Phải không ạ? Và chúng ta thấy được rằng là với cái việc sử dụng đại từ ta ở đây ấy, nó gợi ra một cái cảm giác rất là thân mật, rất là gần gũi. Ta với mình với ta. Đó là cái cách xưng hô thường gặp trong ca dao dân ca. Đúng không ạ? Nó tạo ra cái sự gần gũi, tạo ra cái sự thân mật. Và dường như chúng ta thấy được cái bài thơ này nó là một cái sự thủ thỉ, một cái thầm thì, một cái trao đổi gần gũi và thân mật giữa anh và em, giữa người con trai và người con gái. Và cái cách xưng hô ở đây dùng cái từ ta như đang muốn cắt nghĩa, lý giải về cội nguồn và sự lớn lên của đất nước dành cho người con gái mà anh yêu. Đúng không ạ? Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Được không nào? Thế nhưng nếu như hiểu theo mở rộng cái ý thơ này ra, thì chúng ta cũng có thể thấy ta ở đây chính cũng có thể coi là mọi người, là một cái cách nói để đại diện cho dân tộc Việt Nam. Một cái cách xưng hô khiến cho cái vấn đề trừu tượng lớn lao bây giờ lại trở nên gần gũi, rõ ràng và cụ thể. Được không ạ? Thế thì ở đây chúng mình sẽ có nhá.
khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Đã có rồi. Đúng không ạ? Đây là về lý giải về đất nước này. Đất nước đã có rồi. Nó giống như là một cái sự khẳng định. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy đó là một cái sự khẳng định về cội nguồn. Đúng không ạ? Nó là một cái sự khẳng định về cội nguồn. Về một cái cội nguồn xa xưa. Đất nước đã có từ rất lâu. Đã có từ gì ạ? Rất xa. Đất nước gì ạ? Khẳng định được về cái cội nguồn xa xưa và lâu đời của đất nước. Khi mà những cái con người Việt Nam có thì đất nước đã có rồi. Khi ta lớn lên thì đất nước đã có rồi. Thế hệ chúng ta, đất nước lớn, khi chúng ta lớn lên thì đất nước đã có từ rất xưa, từ rất lâu rồi. Được không ạ? Thì đây nó giống như một cái lời khẳng định hướng chúng ta về một cái khoảng thời gian không cụ thể. Chúng ta chỉ hiểu rằng là đất nước cũng như là trời và đất. Khi chúng ta sinh ra thì đất nước đã có rồi. Chúng ta không biết được cụ thể là đất nước hình thành từ bao giờ. Chỉ thấy là đất nước hiện diện xung quanh ta với tất cả những gì thân thương nhất. Đó, thì các bạn sẽ chú ý nhá. Đấy là câu thơ đầu tiên. Một cái câu khẳng định cho cái sự có mặt của đất nước, cái sự hiện diện của đất nước. Đất nước có từ bao giờ? Khi ta lớn lên thì đất nước đã có rồi. Ok chưa ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nha. Được chưa nào? Bây giờ chúng mình sẽ có câu thơ tiếp theo. Đất nước có trong những cái ngày xưa, ngày xưa mẹ thường hay kể. Không hiểu tại sao mà cái cụm từ ngày xưa, ngày xưa dường như nó đã trở thành một cái gì ạ? Một cái cụm mà nó ăn vào tâm thức của mỗi chúng ta. Một cái cụm từ chỉ một cái thời gian phiếm chỉ, huyền hồ, huyền thoại, đưa người đọc về những cái miền cổ tích xa xưa, gắn với những cái câu chuyện của bà, của mẹ. Đúng không ạ? Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Đúng không nào? Đất nước có trong những cái ngày xưa mẹ thường hay kể. Nó gắn với một cái khoảng thời gian phiếm chỉ huyền hồ, huyền thoại, và khiến cho chúng ta nhớ đến những cái câu chuyện cổ tích tấm cám thạch xanh. Với cái sự bắt đầu thường sẽ là ngày xưa, ngày xưa. Đúng không ạ? Và không hiểu vì sao mà cái cụm này cũng khiến cho chị nhớ tới những cái câu thơ rất là hay của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Tôi yêu chuyện cổ nước tôi vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa. Thương người rồi mới thương ta, yêu nhau dù mấy cách xa cũng gần. Đó, đúng không nào? Và chúng ta thấy rằng là những cái câu chuyện cổ tích như tấm cám, như thạch xanh đã đi vào trong tâm trí của chúng ta, để chúng ta thấy rằng là với cái cách lý giải này, Nguyễn Khoa Điềm đã tạo ra một cái khoảng cách sử thi để có thể chiêm nghiệm về đất nước. Đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng với cái cụm ngày xưa mẹ thường hay kể đã định vị trong tâm thức của người đọc, đó là một ý niệm đất nước có từ lâu đời. Được không nào? Đó là đất nước của một cái nền văn học dân gian đặc sắc, với những cái câu chuyện thần thoại, truyền thuyết, cổ tích. Đất nước đã có từ rất lâu đời, gắn liền với những cái câu chuyện mà chúng ta được nghe trong những năm tháng. Đúng không ạ? Chúng ta được nghe những cái câu chuyện cổ tích truyền thuyết với ngày xưa, với cô Tấm hiền thảo, với hình ảnh của thạch xanh dũng cảm. Đúng không ạ? Và tất cả những cái điều đó đã cho chúng ta thấy được một cái mối quan hệ giữa đất nước với gì ạ? Với những cái câu chuyện cổ tích truyền thuyết, hay nói cách khác, đó chính là một cái nền văn học dân gian. Được không nào? Hãy chú ý nhá. Bên cạnh đó, chúng ta còn thấy ở đây, đó là gì ạ? Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn, gợi về cái tục ăn trầu, một cái nét sống giản dị, nhưng cũng là một cái hình ảnh giúp cho chúng ta liên tưởng tới sự tích trầu cau. Một cái câu chuyện gì ạ? Một cái câu chuyện cổ nhất trong những câu chuyện cổ, một cái câu chuyện xưa nhất trong những cái câu chuyện cổ xưa nhất. Đúng không ạ? Và với cái chi tiết này, vừa là một cái hình dung về một cái mỹ tục trong 4.000 năm lịch sử, 4.000 năm phong tục cùng với truyền thống hiếu khách, miếng trầu là đầu câu chuyện. Kèm theo đó là hình ảnh gợi nhớ về một cái câu chuyện cổ tích trầu cau, một câu chuyện cổ xưa nhất,
cũng là biểu tượng cho hạnh phúc lứa đôi, là biểu tượng tâm linh của người Việt. Và chúng ta thấy được rằng là gì ạ? Chỉ với một cái hình ảnh thôi mà bản thân Nguyễn Khoa Điềm đã gợi ra cho chúng ta hình ảnh đất nước được bắt đầu với những mỹ tục, bắt đầu với một cái những cái câu chuyện, đúng không ạ, cổ tích, bắt đầu với một cái biểu tượng cho tình yêu, một đất nước được bắt đầu với tình yêu lứa đôi, đúng không ạ, và được bắt đầu với những cái văn hóa tâm linh của người Việt. Tất cả đều đã được Nguyễn Khoa Điềm đặt để vào trong hình ảnh này. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn, đó là sự bắt đầu. Thế còn đất nước lớn lên, đất nước lớn lên với cái gì ạ? Đất nước lớn lên với hình ảnh dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Lớn lên ở đây đó là chỉ cái sự trưởng thành của đất nước. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng câu thơ này với hình ảnh này đã nhắc nhớ chúng ta đến cái truyền thuyết Thánh Sáu. Hình ảnh của một cậu bé 3 tuổi cất tiếng nói đầu tiên là tiếng nói yêu nước. Một cậu bé 3 tuổi xông pha trận mạng, vươn vai trở thành chàng trai phù đồng thiên phương, nhổ tre làm vũ khí để đánh đuổi giặc âm, đúng không ạ? Vậy là chúng ta có thể thấy rằng đó là cái sự biểu tượng cho vẻ đẹp khỏe khoắn của tuổi trẻ Việt Nam. Đó là biểu tượng cho gì ạ? Cho những cái cuộc chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược, đúng không ạ? Đất nước của mình đã lớn lên với những cái cuộc chiến đấu đó, với hình ảnh của những cái con người khỏe khoắn đó. Và bên cạnh đó thì hình ảnh cây tre cũng là một trong số những cái hình ảnh đã từng đi vào trong những cái áng văn, áng thơ. Và chúng ta có được cái hình ảnh đó là gì ạ? Hình ảnh cây tre chính là hình ảnh biểu trưng cho vẻ đẹp của con người Việt Nam, với những cái phẩm chất thật thà, chất phác, đôn hậu, đúng không ạ? Mạnh mẽ, dũng cảm. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là đó là cái hình ảnh đất nước lớn lên, lớn lên cùng với những cái cuộc chiến đấu của nhân dân, lớn lên cùng với hình ảnh vẻ đẹp của con người Việt Nam, một cái vẻ đẹp khỏe khoắn, một cái vẻ đẹp thật thà, chất phác, dũng cảm, đúng không ạ? Thì đấy sẽ là cái ý tiếp theo mà chúng mình cần nhớ nhá. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có tóc mẹ thì bới sau đầu, cha thương mẹ bằng gừng cay muối mặn, cái kèo cái cột thành tên, hạt gạo phải một nắng hai sương say giã dần sàng, đất nước có từ ngày đó. Thì hãy chú ý giúp chị này, tóc mẹ thì bới sau đầu, một cái vẻ đẹp giản dị của người phụ nữ Việt Nam với cái tục bới tóc đằng sau đầu cho gọn gàng để dễ dàng cho những cái công việc lao động, và nó cũng làm nên cái vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, tạo một cái vẻ đẹp nữ tính thuần hậu rất riêng. Ở đây có thể nói đó là hình ảnh của nét văn hóa đặc trưng, được không ạ? Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn, thì ở đây nó muốn thể hiện về cái truyền thống quý báu của dân tộc ta, cái tấm lòng thủy chung tình nghĩa, sự keo sơn gắn bó giữa người vợ và người chồng, được không ạ? Rồi thì cái kèo cái cột thành tên, đó là cái tục lấy tên của những vật dụng đời thường để đặt cho con cái, với mong muốn là đặt cái tên xấu một chút xíu thì những cái đứa trẻ nó sẽ dễ gì ạ, hay ăn chóng lớn, đúng không ạ? Và đây ạ, chúng ta sẽ có hạt gạo phải một nắng hai sương say giã dần sàng. Hình ảnh của hạt gạo, Việt Nam mình là một cái đất nước gắn liền với nền văn minh lúa nước, đúng không ạ? Và cái hình ảnh hạt gạo ấy, nó làm cũng là một cái hình ảnh mà đã từng xuất hiện trong rất là nhiều những cái áng văn, áng thơ. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa những trưa tháng 6, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cô ngoi lên bờ mẹ em xuống cấy, đúng không ạ? Hay là gì ạ? Gạo cho vào giã bao đau đớn, gạo giã trăng xong rồi chẳng tựa bông, sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Thì ở đây hình ảnh hạt gạo cũng được xuất hiện ở trong tiếng thơ của Nguyễn Khoa Điềm. À, chúng ta thấy rằng hạt gạo cùng đi kèm với cả một cái thành ngữ một nắng hai sương đã thể hiện cái quá trình trồng, thu hái, một cái quá trình rất lam lũ vất vả để có thể làm ra được một cái hạt gạo trắng ngần, đúng không ạ? Và chúng ta thấy được ở đây đang muốn nói tới cái nền văn minh lúa nước,
Và cái thứ hai đó chính là cái sự cần cù, chịu thương, chịu khó của những cái người nông dân lao động, được không ạ? Và ở đây nó giống như một cái sự khẳng định đất nước của chúng ta lớn lên. Lớn lên với cái gì đây ạ? Đất nước của chúng ta được lớn lên với trước tiên là những cái cuộc chiến đấu chống lại giặc ngoại xâm. Đất nước của chúng ta lớn lên với những cái nét văn hóa đặc trưng. Đất nước của chúng ta lớn lên với những cái gì ạ? Với những cái đức tính, phải không ạ? Những cái đức tính tốt đẹp. À, những cái gì ạ? À, đó là những cái truyền thống đạo lý về tấm lòng thủy chung, tình nghĩa gắn bó keo sơn. Đất nước của chúng ta lớn lên với những cái tục, đó là đặt tên cho con, đặt những cái tên bình dị nhất để con sẽ dễ nuôi. Đất nước của chúng ta lớn lên, đó là một cái quá trình gì ạ? Với những cái vất vả, lam lũ, một nắng hai sương. Và tất cả những cái điều đó đã đi đến một cái khẳng định là đất nước có từ ngày đó. Được không nào? Một cái sự khẳng định, một cái câu thơ cuối khép lại bằng một câu khẳng định với một cái niềm tự hào chan chứa. Sử dụng thời gian ngày đó để nói về một cái thời gian ra đời của đất nước, dù không cụ thể nhưng chúng ta cũng đã hiểu rằng ngày đó là ngày mà bắt đầu hình thành những cái tục lệ đẹp của đất nước Việt Nam, là ngày gắn với truyền thống phong tục văn hóa, gắn với một cái gì ạ? Gắn với một cái thế giới văn học dân gian với những câu chuyện cổ tích truyền thuyết, được không nào? Và các bạn có thể thấy rằng là ở đây chúng ta thấy nhá, đất nước bắt đầu, đất nước lớn lên, đúng không ạ? Và ở đây là đất nước có từ ngày đó, một cái sự khẳng định về cội nguồn, về cái sự bắt đầu của đất nước, sự ra đời của đất nước. Ok chưa ạ? Thì đây sẽ là 9 câu thơ đầu tiên các bạn nhá. Các bạn có thấy dễ hiểu không? Chúng mình cứ bám vào từng từ ngữ, chúng mình giải thích cái nghĩa chiết tự của nó, cái mà bản thân Nguyễn Khoa Điềm muốn thể hiện, thì sau đó chúng ta sẽ có được ngay một cái bài phân tích rất là hay về 9 câu thơ đầu trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Ok chưa nào? Các bạn ơi, hiện tại thì chị Hiên vẫn đang tiếp tục tuyển sinh khóa học toàn diện và khóa học luyện đề. Nếu mà các bạn muốn chúng ta đồng hành cùng với nhau để có những cái bài chia sẻ nhiều hơn, đầy đủ nhất về các cái tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, thì chị sẽ hẹn chúng mình ở trong khóa học toàn diện hoặc là khóa học luyện đề chuyên sâu nhá. Ok chưa ạ? Còn buổi trưa ngày hôm nay thì có lẽ là chúng mình sẽ tạm thời dừng lại tại đây thôi. Các bạn đừng quên chia sẻ cái bài giảng này về trang cá nhân nha, để các bạn có thể có được những cái phần gọi là gì ạ, chuẩn bị tốt nhất cho những bài học trên lớp của các bạn. Và chị cũng biết được rằng là ở thời điểm này thì các em kiểm tra, khảo sát rất là nhiều. Và những cái đề về khảo sát thì có thể vào bất cứ một cái tác phẩm nào ở trong học kỳ 1 ở thời điểm hiện tại. Nên chị nghĩ là đất nước, trích đoạn đất nước trích trong trường ca Mặt đường khát vọng cũng là một cái trích đoạn rất đáng để chúng ta học, rất đáng để chúng ta yêu thương và đi tìm hiểu về nó. Ok chưa ạ? Những bạn nào mà vào sau thì chúng mình có thể chủ động xem lại nha. Ok không nào? Còn bây giờ thì chị sẽ phải gửi lời chào tạm biệt tới các bạn thôi. Chúc các bạn sẽ có một tháng mới, bởi vì ngày hôm nay là mùng 1 mà. Chúc các bạn sẽ có một tháng mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc, đạt được những cái số điểm thật cao trong tiến trình học tập của mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại nhé. Bye bye!